Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cho nên anh em biết có một thế lực, nó luôn luôn chống lại Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và những gì chúng ta giảng nói về Thánh Linh của Chúa rất khó hiểu, rất khó chấp nhận và rất là khó để lãnh hội. Trước khi tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị em một vài lẽ thật. Tại vì nó rất quan trọng. Kinh Thánh chép rằng hãy hiểu biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha chị em. Hãy hiểu biết lẽ thật thì lẽ thật buông tha anh chị em. Cho nên đời sống chúng ta thật sự được tự do khi chúng ta biết lẽ thật. Chúng ta được tự do không phải vì được nhiều tiền hơn. Chúng ta được tự do không phải vì có thêm nhà, thêm xe. Nhưng chúng ta thực sự tự do khi hiểu biết lẽ thật từ lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Khi Chúa nói về sự tự do, có nghĩa rằng Chúa nói về đủ thứ liên quan đến phần linh, phần hồn và phần xác của con người. Khi Chúa nói về sự tự do, có nghĩa rằng Chúa đang nói rằng Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi sự ức hiếp của ma quỷ, khỏi sự trói buộc của bệnh tật, khỏi những cái sự đau đớn đổ vỡ trong tâm hồn khi chúng ta hiểu biết lẽ thật từ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên điều đó nó rất quan trọng nha anh chị em, rất là quan trọng. Đó là lý do hôm nay chúng ta dành một cái thời giờ, chúng ta hãy nói về lời của Chúa trước khi chúng ta cầu nguyện cho nhau. Và tôi tin rằng chính lời của Đức Chúa Trời sẽ giải phóng chúng ta. Chính sự hiểu biết đó sẽ đem lại cho chúng ta sự chữa lành, sự giải cứu, sự phục hồi và sự mạnh mẽ bên trong. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi sẽ nói với anh Giang về một cái đề tài gọi là hai mặt của đời sống tâm linh. Hai mặt của đời sống tâm linh. Và hai mặt này sẽ không bao giờ tách rời nhau, giống như một đồng tiền vậy đó. Anh Giang có hai mặt. Chúng ta hãy chú ý vào lời Chúa kể thôi. Có những biểu hiện này nào chúng ta không đừng có để ý quá nhiều. Kể không sao đâu, ma quỷ nó thoát đi rồi nó sẽ hết thôi. Ok. Hai mặt của đời sống tâm linh mà tôi chia sẻ với anh chị em nó giống như hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời. Có mặt kia thì sẽ phải có mặt nọ để trở thành đồng tiền. Và đời sống tâm linh của chúng ta cũng giống vậy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ hai điều quan trọng đó. Tôi sẽ bắt đầu từ câu Kinh Thánh ở trong Giăng chương 1, câu 1 đến câu 2. Và chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa chép như sau. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Amen. Yeah. Amen. Tôi muốn hỏi thánh chúng ta hãy suy nghĩ về câu Kinh Thánh này. Rồi, nó rất là quan trọng. Mỗi một chúng ta trước khi tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta là một tù nhân hoặc là con cái của ma quỷ. Nhưng sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời và là một chiến sĩ trong vương quốc của Ngài. Đó là điều đặc biệt. Đó là điều rất đặc biệt. Chúng ta sống trong thế gian, đi lại trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về hệ thống thế gian này. Điều đó, nếu như mỗi một chúng ta ngồi đây ý thức được, nhận biết được và sống bởi nó, tôi nói rằng sự tự do sẽ bắt đầu đến trên đời sống chị. Câu Kinh Thánh này là câu Kinh Thánh cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó nói lên cái địa vị của chúng ta. Nó nói lên bản chất của chúng ta. Nó nói lên cái điều mới mẻ mà chúng ta có từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà nhiều con cái của Chúa không có nắm rõ và bị ma quỷ lừa dối. Ma quỷ lừa dối.
Mặc dù mình đã tự chất, nhưng mà nó luôn luôn đến nói với cuộc sống mình rằng không, mày không được tự do, mày vẫn còn là nô lệ của ta, mày vẫn phải bệnh và chết, mày vẫn phải đói nghèo và thất bại, mày vẫn phải cãi vã trong gia đình, mày vẫn phải đau đớn và buồn lòng. Cái kẻ cai ngục quá khứ nó vẫn tìm cách len lỏi vào đời sống để nói với anh chị em là những người thật sự đã tự do, và làm cho anh chị em bối rối. Khi anh chị em tin nó, anh chị em bị trói buộc. Nhưng khi anh chị em nhìn vào lời Chúa và tin lời Chúa, anh chị em được tự do. Rất là quan trọng. Và đối với một chiến sĩ đó, một con cái của Đức Chúa Trời, thì có hai điều cực kỳ quan trọng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ. Để khi chúng ta nắm được hai điều này, chúng ta sống đắc thắng và làm vinh hiển Chúa. Điều thứ nhất, tôi gọi đó là vũ khí của chúng ta. Và điều thứ hai, tôi gọi đó là sức mạnh của chúng ta. Anh chị em thử nghĩ đi, một chiến sĩ mà không có vũ khí thì đó cũng gọi là chiến sĩ. Một chiến sĩ mà không có sức mạnh thì đó cũng phải là chiến sĩ. Chúng ta cần có cả. Vũ khí không chưa đủ, sức mạnh không chưa đủ, chúng ta phải có cả hai để anh chị em mình sống một đời sống. Mà đắc thắng này nó sẽ bao trùm mọi lĩnh vực trên đời sống của chúng ta. Và điều đầu tiên anh chị em thấy như trên bảng tôi đã viết đó, lời của Chúa chính là vũ khí của chúng ta. Tôi nghĩ anh chị em mình biết điều này. Nhưng hôm nay tôi sẽ được xin phép chia sẻ cùng với anh chị em làm thế nào để lời Chúa trở thành vũ khí mới là vấn đề chúng ta cần được lãnh hội hôm nay. Có lẽ chúng ta cũng học nhiều, biết nhiều, đọc nhiều, nhưng biết sử dụng nó, biết vận dụng nó mới là vấn đề cốt lõi trong đời sống tâm linh của chúng ta. Giống như ai đó đưa cho anh chị em một cây súng và anh chị em không biết sử dụng, cứ để trong bao thôi, thì súng đó không phát huy tác dụng. Các anh em nha, ăn trộm vào nó cũng chẳng sợ gì cả, vì nó biết ông này chẳng biết bóp cò, chẳng biết lên đạn, tức là nó vẫn hành như thường. Nhưng nếu một con người biết bắn, biết nhắm trúng đích, biết lên đạn, biết rút súng ra, thì kẻ thù cũng phải suy tính trước khi tấn công anh chị, chắc chắn rồi. Cho nên ma quỷ là kẻ rất là tinh ranh, nó sẽ rà soát đời sống chúng ta, rà soát đời sống anh chị em, nó sẽ biết rằng anh chị em có nguy hiểm với nó không. Nếu anh chị em là người nguy hiểm với nó, thì có lẽ trước khi nó vạch kế hoạch tấn công, nó cũng phải tính toán cho kỹ, không là nó sẽ thiệt mạng đấy. Nhưng mà nếu nó biết anh chị em là người còn ngây thơ, thì chắc chắn rồi nó sẽ không chần chừ đâu để tiếp tục bắt anh chị em làm nô lệ cho nó. Chúng ta sẽ đọc một vài câu kinh thánh ở đây. Anh chị em thấy ở trên bảng phải không ạ? Jeremy, Hebrew, Giăng, Matthew. Tôi sẽ đọc một vài câu để anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa chép ở đây về lời Ngài. Thứ nhất tôi đọc Jeremy. Đức Giê-hô-va phán: rơm rạ há xen với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Anh em thấy, Chúa nói lời Ngài như lửa, rồi Chúa nói lời Ngài như búa để đập, lửa để đốt, búa để đập. Trong Hebrew thì chép: vì lời Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc như gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Anh em thấy mà, ở đây thì lời Chúa nói là sắc như gươm hai lưỡi. Gươm hai lưỡi, sắc bén. Và một khía cạnh nữa là lời Chúa sắc bén như ánh sáng. Mà ánh sáng thì nó sẽ bày ra tất cả mọi thứ, không gì giấu được, không gì ẩn trốn được, không gì che khuất được. Cho nên khi anh chị em có lời Ngài, anh chị em có một vũ khí cực kỳ sắc bén. Một vũ khí này ma quỷ rất sợ, và gọi là gươm của Đức Thánh Linh. Rồi ở trong chương 17: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn,
thì sẽ được điều đó. Ở đây thì Chúa lại nói lời Chúa. Lời Chúa chính là chìa khóa để lời cầu nguyện của anh chị em được linh ứng. Tại sao anh chị em cầu nguyện mà sự việc nó xảy ra? Tại sao em nói một lời mà sự việc nó xảy ra? Bởi vì đơn giản thôi, đó là lời Chúa sống trong lòng anh chị. Không có lời Chúa sống trong lòng thì lời cầu nguyện của chúng ta không có hiệu nghiệm. Anh em hãy nhớ điều đó. Cuối cùng tôi sẽ đọc anh chị em trong Matthew. Ma quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta một tấm gương về cách Ngài sử dụng lời Ngài như một vũ khí. Tôi thưa thiệt với hội thánh, nếu không có lời Chúa, ma quỷ mà nó đến với tôi chẳng biết lấy cái gì để chống lại lại. Chẳng biết. Không lẽ giờ đứng khóc à? Không, mày thôi mày tránh xa tao chứ, tội nghiệp. Không thể giờ nói ra. Cho nên cho em, lời Chúa là vũ khí duy nhất để cho chúng ta có thể xua tan những quyền lực gian ác trên đời này. Thế nhưng con cái của Đức Chúa Trời, không phải tất cả ai cũng biết điều đó. Chúng ta khóc lóc, chúng ta đau đớn, chúng ta bị na hạ bởi vì chúng ta không biết sử dụng vũ khí mà cha mình đã cho mình. Không biết sử dụng cái vũ khí mà đang để trên kệ nhà của anh chị, đang để trên đầu giường của anh chị, đang để trong điện thoại của anh chị. Không biết sử dụng. Có gương nhưng không biết dùng. Đó là vấn đề. Hả anh chị? Cho nên ở đây đó, tôi muốn nói một chút xíu về để biến lời Chúa thành vũ khí. Đó, để biến lời Chúa thành vũ khí. Dĩ nhiên anh chị đọc là tốt, hiểu Kinh Thánh là tốt, nhưng nhiều đó chưa đủ đâu anh chị. Kinh Thánh chép á, cái đức tin trong lòng chúng ta mới quyết định. Kinh Thánh chép trong Roma rằng đức tin đến từ lời Chúa. Hay nói nôm na, lời Chúa là trung gian để tạo thành đức tin sống trong lòng chúng ta. Chúa dùng nguyên liệu để làm đức tin. Giống như anh chị em muốn làm cái bánh, các chị em phụ nữ là biết rõ không ạ? Muốn làm cái bánh phải có cái trứng, bột, đường, ít nhất là như thế, phải không? Nếu không có bánh, có trứng, có bột, có đường thì chúng ta không bao giờ có cái thứ gì để đút vào lò này. Cũng một lẽ đó, tôi hiểu rằng anh chị em mình ao ước có đức tin, nhưng thật sự mà nói, đức tin nó không phải là cái suy nghĩ trong đầu mình, nhưng đức tin được hình thành từ lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng lời Ngài để sáng tạo đức tin và đặt trong linh của chúng ta. Và anh chị em biết tại sao lời nói của con người nó có quyền năng không? Lời nói con người có quyền năng là bởi vì nó được phóng thích ra bởi đức tin ở trong lòng. Giống như viên đạn này, làm sao nó có thể ra khỏi nòng súng? Nó nhờ cái cò bốc cái một con lò xo tống phát viên đạn bay ra và giết chết kẻ thù. Anh em hiểu ý tôi nói mà. Lời của anh em có trong miệng, có trong trí, có đủ thứ, nhưng nếu anh em không có đức tin thì lời đó khi phóng thích ra nó không có năng lượng, nó không sát thương được. Mà vũ khí là phải nói đến tính sát thương, phải khiến cho ma quỷ chết, khiến cho ma quỷ sợ, khiến cho ma quỷ bị mất hết năng lực, thì lời đó phải được phóng thích bởi đức tin. Kinh Thánh chép đức tin đến từ lời Chúa. Kinh Thánh trong Giăng chương 6 câu 63 chép: lời ta là thần linh và sự sống. Điều đó có nghĩa chứ, đức tin chính là linh. Đức tin là một thể linh ở trong lòng. Anh em hãy suy nghĩ đi. Đức tin nó không phải là cái gì anh em đọc ở trong đầu: ô tôi tin, tôi tin, tôi tin. Không phải. Đức tin là một cái gì đó vô hình anh em không cảm nhận được. Giống như tiên tri TV Joshua nói đó, nếu anh em nỗ lực để tin, nỗ lực để đuổi quỷ, nỗ lực để chữa lành, thì đó không phải đức tin. Đức tin nó tự nhiên như hơi thở vậy đó. Ví dụ Chúa ban cho tôi đức tin để chữa lành, không cần nói được, tôi đến tôi đụng tay lên người này lành, không nhảy múa, không hò hét, không nỗ lực, đó là đức tin. Đức tin là một cái gì rất tự nhiên như hơi thở. Anh chị không biết, không ý thức, không nhìn thấy, nhưng chỉ biết một điều rằng đức tin được hình thành qua lời của Đức Chúa Trời.
sao anh chị em? Rất nhiều người hỏi rằng làm sao tôi có đức tin? Thì ở đây đó, có một vài điều tôi muốn chia sẻ cho anh chị. Tin là tin cái gì? Khi có người bảo tin là tin gì? Thì tôi xin thưa với anh chị em, chúng ta không được dạy là tin mọi thứ. Chúng ta được Đức Chúa Trời dạy rằng hãy tin Chúa Giêsu. Hãy tin những công việc hoàn tất của Ngài. Hãy tin rằng Ngài đã bị đòn roi để anh em được lành bệnh. Hãy tin rằng Ngài chịu nghèo hèn để anh em được giàu có. Hãy tin rằng Ngài chịu đau đớn để anh em được bình an. Hãy tin rằng Ngài đã sống lại để anh em được sống. Hãy tin rằng Ngài đổ huyết để tội lỗi anh em được tha. Chúa dạy mình tin như thế. Có nhiều người tin đủ thứ. Ồ, tin cả Chúa, cả Phật, cả Mohammed, cả Hồi giáo, cả cung điện, cả đủ thứ, có thờ, có thiên, có kiên, có lành, tin tú đó ha. Và đó không phải là điều chuẩn. Amen. Các lần tôi xuống Cà Mau, có chị kia bị phát hiện ra là ngày 15 vẫn đi chùa. Một sư kêu lên bảo, thế sao chị vừa đi Hội Thánh vừa đi chùa? Tôi nghĩ rằng đi thêm cho nó thêm. Đó là tình trạng nếu chúng ta không hiểu, và chúng ta tin đủ thứ, ai nói gì cũng tin. Thì anh chị em thật sự không có một đức tin quyền. Đức tin tin rồng chỉ được ra từ lời của Đức Chúa Trời. Đức tin tin rồng là đức tin khi anh chị em nhìn lên công việc hoàn tất của Chúa Giêsu. Giống như câu chuyện ở trong đồng vắng Chúa Giêsu bị cám dỗ. Chúa Giêsu đâu có tin mọi thứ. Chúa Giêsu đâu có tin lời con quỷ nó nói. Các bạn nhé. Khi con quỷ nó nói nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hóa cục đá này thành bánh đi. Chúa có tin không? Chúa nói sao? Có lời chép ra. Chúa tin lời của Đức Chúa Cha. Chúa tin những gì cha mình nói. Còn quỷ nó nói đừng tin. Nhiều khi quỷ nó nói cũng đúng đấy chứ. Không sai. Nó nói đúng không? Đúng đấy chứ. Nhưng mà không cần tin. Quỷ nó nói gì mà nói. Chúng ta chỉ tập trung vào tình thần. Thế gian này nó bắt ra hàng ngàn cái lo để nó nói vào tâm trí lỗ tai anh chị em mỗi ngày. Anh chị em mở báo, mở đài, mở internet, mở điện thoại ra là nó nói cho anh chị em ra rã từ sáng đến chiều. Nó nói đó. Nói đủ thứ. Nhưng anh chị em ơi, Đức Chúa Trời khuyên chúng ta chỉ tin một mình Ngài mà thôi. Amen. Amen. Đó là cách đầu tiên để cho anh chị em xây dựng đức tin. Tôi khuyên tất cả anh chị em mình hãy chỉ tập trung vào lời Chúa. Có một số người nói rằng ô chắc lời Chúa chưa đủ đâu, cần phải nghiên cứu cái nọ, nghiên cứu cái kia. Không cần. Không cần đâu. Không cần. Kinh Thánh chép rằng bởi lời của Đức Chúa Trời mà những vật bày ra đây được đến từ thế giới vô hình. Thế giới mà chúng ta đang thấy đây đến từ thế giới không thấy được, và nó dành cho ngày cuối cùng để lửa thiêu đốt. Kinh Thánh nói rất rõ. Nhưng nhân loại người ta không chịu tin cái lời đó. Người ta đi nghiên cứu xem trái đất nó ra từ đâu, mặt trăng nó ra từ đâu. Người ta bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ thời gian để nghiên cứu. Rồi người ta mới nghĩ là chắc có cái gì nó nổ cái bùm cái nó ra tất cả đủ thứ. Phải không? Cho nên Kinh Thánh đã nói rất rõ. Và Kinh Thánh muốn chúng ta tin vào những gì lời cha đã nói. Và đó là sự thật. Đừng nghi ngờ. Cho nên những người mà tâm trí rất khó tin Chúa. Những cái người lý luận học cao khó tin Chúa. Học hành một hồi, lý luận một hồi, cuối cùng xuống thẳng âm phủ luôn. Rất là nguy hiểm. Trong khi Kinh Thánh đã nói rồi. Cho nên cha em, bước đầu tiên để xây dựng đức tin là chỉ tin Kinh Thánh. Anh em nhắc lại cho mình đi. Chỉ tin Kinh Thánh. Chỉ tin Kinh Thánh. Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi chỉ tin Kinh Thánh. Ai nói gì mà lý luận cả hai thì bắt đầu rác vứt ra chỗ khác. Không rác. Thế giới này là một bãi rác. Tôi không nói rác ở quận 12 đâu. Rác về mặt tâm hồn. Rác tinh thần. Một bãi rác. Mà quỷ nó xả ra, mà anh em biết quỷ nó xả ra thì hôi thối vô cùng. Đúng. Cho nên chỉ còn lại lời của Chúa là tin rộng, là ngọt như mật cho cổ họng chúng ta thôi. Tin lời Ngài. Amen. Bước thứ hai để xây dựng đức tin,
Tôi muốn chia sẻ cho anh chị em để anh chị em có đức tin. Có đức tin. Có ba bước để tiến tới một đức tin hoàn thiện qua công việc hoàn tất của Chúa Giêsu. Tôi chia sẻ anh chị em ba bước. Và ba bước này chúng ta có thể đọc ở trong Roma chương 6, câu 6, câu 11 đến câu 12. Rất quan trọng. Đây là những lời chia sẻ có tính thực tế. Thực tế chỗ nào? Thực tế có nghĩa là khi anh chị em mở Kinh Thánh ra đọc mỗi ngày, làm thế nào để những gì anh chị em đọc nó hữu ích cho đời sống mình? Làm thế nào để những gì anh chị em đọc nó trở thành đức tin trong lòng mình? Làm thế nào để những gì mình đọc nó trở thành vận dụng một cách thực tế, chứ không phải đọc cho có? Chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng bao giờ đọc Kinh Thánh cho có. Đừng bao giờ đọc Kinh Thánh để khỏa lấp thời gian hay tự an ủi bản thân mình là mình cũng là người yêu Chúa đấy chứ. Không, chúng ta đọc không phải để gia tăng những cái sự bề ngoài hay là trí thức. Chúng ta đọc Kinh Thánh để tìm kiếm sự sống. Đọc để sống, đọc để trở thành một người đắc thắng, đọc để thấy được Chúa Giêsu sống động và vận hành trong đời sống của mình. Amen. Đó là cách đọc mà tôi sẽ chia sẻ cho anh chị ở đây. Tôi đọc một câu Kinh Thánh thứ nhất nha, câu số 6. Chỉ ba câu Kinh Thánh này thôi, nhưng cho chúng ta biết cách đọc Kinh Thánh hiệu quả và trở thành đức tin trong lòng của mình. Và đức tin đó mới trở thành vũ khí. Vũ khí. Lời Chúa lúc đó mới trở thành vũ khí. Khi anh chị nói ra miệng một cách, quỷ sợ liền, bệnh lành liền, người khác được bình an liền. Cái miệng anh chị em là cái nòng súng. Cái miệng anh chị em là nòng súng. Nhưng viên đạn là gì? Đức tin bởi lời Chúa trong lòng. Đó là viên đạn có sức mạnh phóng ra khỏi miệng anh chị em, là ghim thẳng vào tim của Satan liền, vỡ tim chết liền, đúng không? Satan rất sợ, sợ lắm. Nó sợ những người có lời Chúa bằng đức tin. Câu thứ nhất tôi đọc nha. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Đó là câu số 6 ha. Câu 11 nè. Vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 12 nè. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục của nó. Amen. Amen. Anh em hãy chịu khó cùng tôi suy nghĩ về ba câu Kinh Thánh này nhé. Trong này chứa được ánh sáng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta được Thánh Linh soi sáng thì cái đó gọi là có sự mặc khải. Mà sự mặc khải đó nó dẫn đến đức tin. Sự mặc khải đó nó dẫn đến sự thay đổi trong đời sống của mình. Tôi lấy ví dụ ba câu Kinh Thánh này cho chúng ta ánh sáng gì. Khi chúng ta suy ngẫm chúng ta sẽ thấy có những từ khó này. Câu đầu tiên khi anh chị em đọc đó, anh chị em sẽ chú ý đến từ gì? Biết rõ. Vì biết rõ rằng người cũ chúng ta và còn vân vân. Và tôi nhấn mạnh đến từ biết rõ. Biết có nghĩa là nhận biết, nhận thức, nhìn thấy. Đó là đầu tiên. Có bao giờ anh chị em đọc Kinh Thánh đọc xong rồi mình không thấy cái gì á? Tôi nghĩ có chứ, tôi cũng có. Đọc xong rồi không biết là mình đang đọc cái gì. Lời Chúa cứ trôi, cuối cùng không hiểu rằng mình vừa đọc cái gì. Đó là anh chị em chưa thấy. Giống như người mù vậy đó. Bây giờ ví dụ, giả dụ tôi là mù, tôi nhìn lên cái đồng hồ này, một hồi nhìn, mọi người bảo tôi xong lại nhìn say sưa đó. Họ thấy gì? Chẳng thấy gì. thì đôi khi mình đọc Kinh Thánh mà không có ánh sáng ấy, nó cũng giống vậy. Đọc cả một chương rồi đến hỏi vừa đọc cái gì anh chị à? Chẳng biết nữa. Cái đó người ta gọi là chưa thấy. Chưa thấy. Đọc mà chưa thấy. Tôi lấy ví dụ, người cũ chúng ta đã bị đóng đinh thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể tội lỗi của anh em bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Tôi hỏi anh chị em là mình có thấy không? Mình có thấy thật sự mình đóng đinh không? Mình có thấy thật sự tội lỗi mình đã chết không? Mình có thấy thật sự là bây giờ mình không còn phục dưới tội lỗi không? Anh chị em phải thấy. Cái thấy này phải thấy con mắt này. Thấy trong tâm lòng. Thấy bởi vì anh chị em tin công việc hoàn tất của Chúa Giêsu. Thấy bởi vì anh chị em nhìn thấy Chúa Giêsu chết 2000 năm trước treo lên thập tự giá. Anh chị em thấy rằng mình ở trong Ngài và mình cũng bị treo lên đó. Và tội lỗi không còn có một chút ảnh hưởng nào đời sống này. Trước tiên phải thấy, phải biết.
tôi biết thông tin đó. Tôi biết thông tin là tôi chết trên thập tự giá rồi. Ôi, tôi biết thông tin là con người cũ tôi chết rồi. Tôi biết thông tin là tội lỗi không có quyền trên tôi nữa rồi. Anh em phải biết. Ví dụ anh chàng bị bệnh đúng không? Anh chàng không biết rằng là Kinh Thánh nói bởi lòng đoan của Chúa mà anh chàng được lành. Anh em phải biết chứ. Nếu không biết thì sao hôm nay mình đến đây mình ngồi để được chữa lành, đúng không anh chàng? Phải biết. Và ma quỷ đó nó lừa hàng triệu con cái Đức Chúa Trời bởi vì con cái của Chúa không biết lời hứa của cha mình. Tin Chúa 3 tháng rồi mà hỏi Kinh Thánh nói cái gì? Chưa đọc câu nào. Và có người tin Chúa 3 năm rồi hỏi Kinh Thánh có mấy sách không biết luôn. Chúa Giê-xu là ai? Không biết luôn. Có một sư viên đi gặp một cái người đang đi trên đường đến hội thánh để gặp một người. Thì cô đó cô chặn lại nói: Một sư làm phép cho tôi được làm cái, sáng này đau quá làm phép cái. Bằng làm phép làm sao? Chúa Giê-xu mới đã chữa lành cho tôi sao mà đâu phải thầy bùa mà làm phép. Xong rồi một sư mới hỏi: thế bà biết Chúa Giê-xu là ai không? Bà tin Chúa chưa? Bà tôi tin rồi. Thế biết Chúa Giê-xu là ai? Không biết. Chỉ nghe nói thôi chưa biết. Hả? Đó là thiếu sót. Đó có nghĩa là con cái Chúa tin Chúa nhưng mà không biết. Tin Chúa mà không biết Chúa. Tin Chúa nhưng mà không biết ngày hứa cái gì. Tin Chúa nhưng mà không biết rằng là cha mình đang dành cả một kho báu trên thiên đàng cho mình. Không biết. Đó là lý do mà nhiều trói buộc, hoàn nạn, đổ vỡ, bệnh tật, đau đớn rất to trong đời sống của mình. Bởi vì mình không biết. Không biết rằng trước đây mình là một tù nhân, nhưng bây giờ mình là một chiến sĩ. Trước đây là mình tôi mọi, nhưng bây giờ mình là người tự do. Trước đây là mình là người bị rủa sả, nhưng bây giờ mình là người được phước hạnh. Amen. Trước đây là người bệnh tật đau yếu, nhưng bây giờ mình là người khỏe mạnh trong Chúa Giê-xu. Trước đây mình là người bị nghèo đói, nhưng bây giờ mình giàu có bởi Chúa Giê-xu. Amen chứ. Trước hết anh em phải biết. Đó là cách đọc Kinh Thánh. Anh em đọc một đoạn Kinh Thánh và câu hỏi đặt ra là anh chị em đã biết gì sau khi đọc đoạn đó? Lấy bút giấy ra ghi lại. Cảm ơn Chúa, tôi biết điều này. Tôi biết rằng bất cứ người nào nương cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ không hổ thẹn bao giờ. Gạch đầu dòng, cảm ơn Chúa. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là phần đá của mọi thời đại. Gạch đầu dòng xuống cái. Tôi biết Đức Giê-hô-va là đấng mà gìn giữ tôi dù tôi đang đi trũng bóng chết chẳng sợ hãi gì. Amen. Tôi biết Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, cây gậy và cây trượng ngài luôn chăn chắc đời sống tôi. Amen chứ. Tất cả những cái tiếp đó phải gạch. Và cái sự biết của anh chàng bắt đầu nhân lên theo năm tháng. Tôi đố con quỷ nào mà lừa được những người như thế. Quên đi, đi chỗ khác chơi. Ta biết khác rồi, đúng không em? Đấy là những gì trường Kinh Thánh dạy. Đó là lý do anh chị em phải vào trường Kinh Thánh để học. Amen. Đó là lý do anh chị em phải đến những cái nơi dạy lời Chúa. Anh chị em đừng có tin Chúa xong rồi bảo hồi tôi xong cuộc đời cuộc đua rồi đó. Có người vừa tin Chúa bảo tôi xong cuộc đua rồi. Chưa, mới bắt đầu thôi. Phải đọc Kinh Thánh để biết. Thế nhưng anh chị em biết không? Chưa phải là vấn đề. Bây giờ chúng ta đi sang bước thứ hai nha. Câu 11 đó. Vậy anh em hãy coi mình như chết. Ở đây tôi sẽ nhấn mạnh từ coi. Coi là gì? Coi đây có nghĩa là tính toán. Tính kể mình, tính mình, nhìn thấy mình. Và coi mình, hành vi của mình như chết. Coi nó liên quan đến tâm trí và cách nghĩ của chúng ta. Đây là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là từ cái sự biết của anh chị em đó, nó biến thành thay đổi tâm trí, thay đổi cách nghĩ. Ví dụ Chúa bảo rằng đừng lo lắng gì hết. Trước hết hãy tìm nước trời và sự công chính đi, sau đó ta sẽ ban cho con mọi điều khác nữa. Những cái điều mà người ngồi kia đang tìm đó, thì ta ban không cho con. Biết chứ, anh chàng biết điều đó đúng không? Chắc chắn khi mình đọc là ai cũng biết. Tôi đảm bảo anh chàng mình ở đây ai yêu Chúa tôi hỏi ta biết câu đó biết luôn. Đừng lo lắng, trước hết hãy tìm nước trời để đọc. Thậm chí có cả bài hát cái câu đó. Nhưng điều quan trọng vẫn có một vài con gái Chúa biết là biết vậy thôi, chứ lo vẫn phải cứ lo. Có nhiều con gái Chúa nói
Biết là biết thế, nhưng mà lo phải cứ lo, làm sao không lo được. Thì tôi nói với anh chàng rằng, anh chàng chỉ có biết thôi nhưng mà chưa coi mình, chưa suy nghĩ, chưa thay đổi tâm trí, chưa thay đổi cái não bộ này, cái tư tưởng này, để cho nó phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Hay nói nôm na, anh chị em chưa chọn đường cho lời của Chúa từ ở trong tâm trí anh chị em mà đi xuống tâm lòng. Cái ống nước đó bị tắt, cái đường ống đó bị bít và nó không xuống được. Đó là lý do Kinh Thánh chép chúng ta chỉ được biến đổi khi tâm trí mình thay đổi. Anh chị em sẽ trở thành một người mới khi tâm trí anh chị em biến đổi, thay đổi. Anh chị em không phải trở thành người mới khi sắm cái iPhone mới. Em không biết giờ số 11 hay 12 thôi, không biết. Không phải là cái iPhone là thành người mới. Không phải sắm xe hơi mới là thành người mới. Không phải sắm nhà mới là thành người mới. Không. Nhiều khi anh chị em ở biệt thự nhưng người vẫn cũ. Người vẫn như thế, vẫn lo lắng, vẫn khóc lóc suốt ngày, vẫn bệnh tật ung thư, vẫn ma quỷ ám như thường, nhưng mà ở biệt thự. Đúng không? Có chứ. Nhưng Kinh Thánh chép rằng chúng ta trở thành người mới khi tâm trí mình thay đổi như lời Đức Chúa Trời. Tôi khích lệ anh chị em đọc lời Chúa xong biết rồi hãy thay đổi tâm trí. Một ví dụ thứ hai để anh chị em dễ hiểu. Chúa nói rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Anh chị em biết điều đó chứ? Biết chứ. Nhưng số người bảo biết thì biết vậy thôi, nhưng mà nhận mà phước không cho. Đó, người ta vẫn nghĩ vậy. Và nhiều người sống vẫn cách cũ thôi. Nhận vẫn phước hơn chứ. Nhưng mà xin thưa anh chị em, tôi khích là anh chị em mình hãy đồng ý với Đức Chúa Trời đi. Ban cho thì phước hơn lành. Anh chị em thử đi. Nếu không tin, hãy ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên đời sống. Cho nên anh chị em, ở bước thứ hai này, rất là nhiều con cái Chúa đang gặp vấn đề. Bước thứ hai. Bước đầu tiên thì tôi thấy ít có vấn đề, bởi vì bây giờ trường Kinh Thánh mở ra nhiều quá. Ai cũng đi học được hết á. Ai mở internet ra cũng biết lời Chúa hết. Thậm chí là con người thuộc lòng luôn. Nói tới sách nào, câu nào, biết hết, đọc văn vết từ đầu đến cuối. Nhưng đến bước thứ hai là để thay đổi tâm trí. Thì rớt dần, rớt dần. 1,000 người thì rớt xuống thế, và còn một ít. Cho nên thay đổi tâm trí nó có một cái quyền năng biến đổi ở đây. Thay đổi tâm trí là cái bước để đưa cho anh chị em gì ạ? Để bắt đầu sống theo tiêu chuẩn thiên đàng thay vì sống theo tiêu chuẩn của đời này. Amen chị em. Tôi nhắc lại nha. Thay đổi tâm trí dựa theo những gì anh chị em biết trong lời Chúa là bước khởi đầu để cho anh chị em bắt đầu sống theo tiêu chuẩn thiên đàng thay vì cứ sống theo tiêu chuẩn đời này. Tiên tri TV Joshua có lần ông nói như thế này. Ông thấy có hàng ngàn và hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu cơ đốc nhân đang là con cái của Chúa nhưng vẫn sống dưới sự điều khiển của Satan. Anh ta thấy không khí không? Vẫn là con cái Chúa. Tôi không nói những người đó là đi địa ngục, tái sanh hết. Nhưng bởi vì cái tâm trí này chưa thay đổi và Satan điều khiển họ. Satan kích động họ vẫn hận thù. Satan kích động họ vẫn sống ích kỷ. Satan kích động họ vẫn sống trong sự không tha thứ. Satan kích động họ vẫn sống trong sự tham lam, lo âu, buồn phiền, bệnh tật. Và họ nghĩ rằng như thế là bình thường. Cho đến một ngày họ gặp được chính Chúa hiện diện và thay đổi họ. Anh chị em ơi, rất nhiều con cái Chúa hôm nay đang vẫn là nạn nhân của Satan. Đang vẫn nạn nhân của Satan. Bởi vì bỏ qua bước thứ hai. Tôi khích lại anh chị em mình hãy thay đổi tâm trí. Thay đổi một cách gì đâu? Thay đổi một cách gì? Nói ra, chấp nhận, công bố, tuyên xưng. Bắt mình phải nghĩ như thế. Bắt mình phải nghĩ nha chứ. Kinh Thánh chép rằng là hãy coi mình. Ai hãy coi? Chúng ta coi. Chứ không phải Chúa làm thay cho mình. Có một số người nói Chúa ơi, Chúa làm thay con. Không. Có những vai trò mình phải làm. Chúa có đồng vào. Chúa tôn trọng ý chí tự do của chúng ta. Anh em phải thay đổi. Chính mình phải thay đổi suy nghĩ chứ không phải Chúa làm. Đó là điều mà chúng ta cần. Hãy thay đổi để chúng ta sống như lời Chúa muốn chúng ta sống. Amen. Amen chị em. Rồi tôi nói nhanh bước thứ ba. Bước thứ ba là câu 12. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác anh chị em,
và chớ chiêu theo tư dục. Ở đây tôi sẽ nhấn mạnh cái từ chớ để. Chớ để thì nói về cái gì vậy? Nói về hành động. Hành động. Hành động hay việc làm hoàn thiện đức tin. Khi anh em thay đổi tâm trí là đức tin đã có trong lòng. Đức tin đã được hình thành và đi vào trong linh anh em, nhưng đức tin đó còn non. Đức tin đó chưa có sức mạnh. Đức tin đó chưa được thử rèn. Đức tin đó chưa trải qua thử thách. Và Đức Chúa Trời cho phép chúng ta hành động để chi? Hoàn thiện đức tin. Giống như cái trái nó mọc ra trên cây đó, anh chàng thấy nó làm sao? Mới đầu nó ra sao? Cái nụ chắc không ăn được. Ví dụ trái ổi đi, ra cái nụ có trái, có đầy đủ vỏ, hạt đầy đủ, nhưng mà chắc không ăn được. Người ta gọi là trái đó còn non, đúng không? Trái đó còn non. Và người ta phải chăm sóc một thời gian, bảo vệ, đừng để cho ông bướm nó đậu vào. Một thời gian sau, một hai tháng thì nó chín và nó thơm. Đức tin chúng ta giống y vậy. Khi anh chị bắt đầu thay đổi tâm trí, suy nghĩ như lời Ngài, ăn vào máu thì không thể, anh chị không thể nghĩ khác hơn được nữa, thì lúc đó đức tin ở trong tâm linh của chúng ta. Nhưng đức tin đó còn non, đức tin đó chưa rèn thành, đức tin đó còn cần trải qua một điều nữa, tôi gọi đó là hành động. Có một số người, nhiều con cái Chúa, biết lời Chúa, suy nghĩ tốt lắm, nhưng không sống như lời Chúa. Tìm râu không làm gì cả. Thấy người bị bệnh không dám đặt tay trở lại. Không dám. Ui sợ lắm. Này chỉ một sư làm nhưng sao tôi làm? Lỡ tôi đụng vô quỷ nó nhảy ra đánh tôi phải lật ngửa chết sao? Tao làm sợ. Không bao giờ dám làm. Tôi khích lại anh em tin, suy nghĩ và hãy làm đi. Anh chàng có thẩm quyền đấy. Khi chàng có đức tin, anh chàng có thẩm quyền đấy. Anh chàng có thẩm quyền trên ma quỷ đấy. Anh chàng có thẩm quyền trên bệnh tật đấy. Anh chàng có thẩm quyền trên đói nghèo. Anh chàng có thẩm quyền trên tất cả mọi điều nếu anh chàng có đức tin trong lòng. Tại sao phải sợ? Trong khi Chúa Giêsu nói là gì ạ? Hãy tin, đừng sợ. Mà mình cứ sợ cái gì sợ? Không được. Và nhiều anh chị em cũng vậy, rất thụ động trong cái đời sống đức tin thực hành của mình. Hở một tí là phải mục sư. Hở một tí, alo, em bị này, em bị khác, em bị kia. Làm sao phải như thế? Đúng là có lúc cần nhờ bà. Nhưng anh chị em ơi, trước khi nhờ bà hãy thử trước đi. Amen. Trước khi nhờ bà hãy cầu nguyện đi. Trước khi nhờ bà hãy kỹ năng đi. Trước khi nhờ bà hãy chiến đấu chống lại nó đi. Anh chị em sẽ thấy mình cũng có đấng sống trong mình cơ mà. Và đấng sống trong tiên tri TV Joshua thì cũng đang sống trong anh em đó thôi. Amen. Khác gì đâu. Nhiều khi tốn 50 triệu mua vé đi. Tìm cái đấng chính đang ở trong trái tim của mình. Amen. Cho nên chị em ơi, một đấng thôi à, không có nhiều đấng đâu. Quan trọng là đức tin trong lòng mình. Bật công tắc lên cho nó hành động. Cho nên chị em, tôi nhắc lại ở đây. Biết, suy nghĩ, hành động. Đó là ba cái nút mà khiến cho lời của Chúa trở thành vũ khí trong lòng anh chị em. Amen. Anh chị em nhớ nha. Biết, thay đổi suy nghĩ và hành động. Đầu tiên là phải biết. Đọc, biết, đọc, biết, đọc, biết. Thay đổi tâm trí, suy nghĩ cho nó phù hợp với những gì anh chị em đọc. Đừng biết một đằng mà lại suy nghĩ một nẻo. Biết lời Chúa nó chép vậy đó mà tôi còn cứ như thế này. Biết lời Chúa lại vui mừng mãi mãi đi, nhưng mà tôi còn cứ buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Tôi buồn thôi. Đúng không? Có người sống vậy đó. Biết lời Chúa là khuyên là phải cầu nguyện không thôi, nhưng bây giờ tôi thôi không cầu nguyện. Không giống như một sư phụ nói bây giờ. Nó cứ thay đổi như vậy, cái suy nghĩ mình nó không phù hợp được. Và mình nói là làm sao mà cầu nguyện không thôi được. Không chấp nhận được. Anh chị em ơi, hãy chấp nhận những gì Chúa nói. Hãy chấp nhận những gì lời của Đức Chúa Trời đã định, thì chắc chắn suy nghĩ cho em sẽ được thay đổi. Nhưng chưa dừng lại đó, hãy hành động. Ok anh em. Tiếp theo tôi sẽ nói một chút xíu về sức mạnh. Đúng không? Bây giờ thì mình có vũ khí rồi. Vũ khí mình có chưa? Anh em có rồi. Vũ khí là gì? Vũ khí là lời của sống trong lòng anh em, hay còn nói là đức tin. Ok, nhớ chưa ha? Cái miệng anh em chính là nòng súng để bắn ra cho Satan, bắn vào tim Satan, bắn vào mặt nó, bắn vào vương quốc của nó. Nhưng nòng súng này chỉ có đạn khi đức tin được hình thành trong lòng anh em.
Muốn có đức tin, anh chị em phải biết thay đổi suy nghĩ và hành động. Đừng dừng lại chỉ có biết. Nhưng một phần thứ hai không kém quan trọng, tôi gọi đó là sức mạnh. Sức mạnh. Có rất nhiều con cái Chúa ngày hôm nay chỉ dừng lại ở vũ khí là lời Chúa, nhưng không có sức. Ví dụ, có một cái B40 bán trên bay này nặng 50 kg, nhưng mà ông này yếu quá không bán được cả 30 kg. Vừa đưa cái B40 lên cái ngã sòng xuống không chết luôn, vũ khí đè chết luôn, chưa kịp bắn nghệ thuật. Cho nên em có công nhận với tôi rằng là để trở thành một chiến sĩ không những biết sử dụng vũ khí mà còn có sức khỏe nữa. Anh em có đồng ý điều đó? Giống như con trai tôi Trương Hoàng Hải này đi khám nghĩa vụ 4 lần rồi mà chưa đi bộ đội được, bởi vì mắt kém quá và thiếu cân. Sức khỏe không có nên làm sao đi được. Nên bộ đội bây giờ đâu phải muốn đi mà đi đâu, phải cái sức khỏe. Và tôi muốn nói với anh chị em rằng chúng ta cần có sức khỏe thuộc linh, ok? Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời chính là sức mạnh của chúng ta. Sacheri chương 4 câu 6 chép như thế này đó, anh chị em vừa nghe rồi phải không ạ? Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán bày. Anh em thấy chưa? Thần Chúa. Rồi Ê-sai chương 11 câu 2 thì anh chị em đọc thuộc lòng hồi nãy rồi đó, bây giờ đọc lại. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ngàn, tức là thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần muôn toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Anh chị em thấy toàn những thần gọi là đem cho chúng ta cái sức mạnh. Tiếp theo, như trong Luca chương 4 mà anh chị em cũng vừa nghe, là Chúa Giê-xu công bố là thần Chúa ngự trên ngàn để ngài giảng tin lành, chữa lành kẻ mù, giải phóng người hài hít, tháo những kẻ bị gông cùm ra. Ngài làm không phải sức ngài, ngài làm bởi cái gì ạ? À? Thần Chúa. Anh chị em thấy không ạ? À? Thần Chúa. Rồi Công Vụ chương 1 câu 8 thì chép sao? Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng để làm chứng về ta. Cái chữ quyền năng đó nó có nghĩa là sức mạnh, power, quyền phép, quyền năng, sức mạnh. Cho nên trên thế, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở lời Chúa, chúng ta yếu đuối lắm. Biết hết, thông tuệ hết, suy nghĩ rất mạch lạc, rất tốt, đời sống rất tốt, nhưng mà không có sức để làm. Và đó là thiếu sót của rất nhiều hội thánh ngày hôm nay. Lời Chúa thì tuyệt vời, nhưng mà Thánh Linh của Chúa thì không có, khiến cho đời sống chúng ta sao ạ? Khô hạn. Khiến cho con cái của Đức Chúa Trời đến hồi thánh ngồi mà ủ rũ, nghe giảng lời Chúa mà ngủ gục vì bị suy dinh dưỡng thuộc linh. Anh em biết người suy dinh dưỡng không? Người suy dinh dưỡng là người mắt không nào liêm diêm lờ đờ, mặt mày xanh lè xanh lét, tôi gọi đó là người suy dinh dưỡng. Nhưng mà trong thuộc linh cũng có người suy dinh dưỡng thuộc linh. Bởi vì chúng ta không chịu uống sức mạnh của thần nghe, bởi vì chúng ta không để cho thần của Chúa giáng lên chúng ta. Có người nói ôi Chúa giáng lên 2000 năm trước tại lễ ngũ tuần rồi. Xin thưa, đó không phải là Chúa giáng lên, mà đó là thần Chúa đổ xuống từ trời. Ngài đổ xuống từ trời, nhưng mà tôi hỏi rằng Ngài đã giáng lên chúng ta chưa? Và câu chuyện của ngày lễ ngũ tuần, Công Vụ sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 4 là câu chuyện kép. Kép là gì? Là cùng trong một thời điểm Thánh Linh đến từ trời và giáng luôn các môn đồ luôn. Và ngày hôm nay chúng ta không hiểu rằng một cái đó là một. Ôi Chúa đến rồi thôi cần gì nữa, không. Chúa đã đến 2000 năm trước. Chúa Thánh Linh đang ở đây. Chúa Thánh Linh đã từ trời đổ xuống. Nhưng câu hỏi rằng Ngài đã giáng lên anh chị em chưa? Ngài giáng lên để cho anh chị em sức mạnh, để chúng ta phục vụ, để chúng ta ăn thắng, để chúng ta có sức mạnh năng vũ khí của Đức Chúa Trời. Giống như Thiên Thiên nói, Ngài tập tay tôi dương nổi cung đồng. Anh nghe chắc cung đồng là cái cung phải lực sĩ mới có thể kéo ra. Thì chính Thánh Linh cho anh chị em sức mạnh, để cho anh chị em có cái khả năng về thể chất, khả năng về tinh thần để chiến thắng trong cuộc sống này. Khi tôi nói thần Chúa là sức mạnh đó, thì tôi nói ở hai khía cạnh nha anh chị em: sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần. Sức mạnh thể chất đây không phải là cơ bắp, mà ý tôi muốn nói về khả năng phục vụ, tôi muốn nói về ân tứ của Đức Thánh Linh, tôi muốn nói về chính ân tứ của Ngài thể hiện trong đời sống chúng ta để phục vụ người khác là sức mạnh. Nhưng mà về sức mạnh tinh thần là tôi muốn nói về tính cách của chúng ta.
bông trái của Thánh Linh bên trong chúng ta. Đó là sức mạnh tinh thần. Tôi lấy ví dụ cho em đọc trong Galati chương 5 câu 22: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mạnh mẽ, tiết độ. Anh em, chín tính cách. Rõ ràng chúng ta không phủ nhận là những con người đời xưa làm nên lịch sử, làm những việc kỳ diệu và vĩ đại như Samson, Gideon, David, Eli, Elise, Jephthê, Daniel, Joseph, v.v. Tất cả những con người đó, nếu anh em chịu khó tra trong Kinh Thánh, trước khi họ làm việc thì thần của Chúa giáng trên họ. Nên là không có ngoại lệ. Anh em đọc đi. Cho nên mỗi một chúng ta hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta muốn cái sức mạnh, hãy khao khát để thần Chúa giáng trên chúng ta. Không có ngoại lệ. Tuy nhiên, khi Đức Thánh Linh đầy dậy thì Ngài không chỉ thể hiện ở sức mạnh về ân tứ, nhưng Ngài cũng thể hiện ở cái sức mạnh bên trong. Đó là lòng yêu thương. Lòng yêu thương sẽ giúp cho anh em đắc thắng hận thù. Có đúng không? Ở đâu hận thù các kiểu, như anh em mang một cái tình yêu đến, anh em hỏi giải ha. Hỏi giải ha. Đó là sức mạnh. Anh em có đồng ý tình yêu là sức mạnh không? Rồi sự vui mừng. Khi anh em có sự vui mừng, anh em sẽ chiến thắng buồn rầu. Đang mấy anh chị em khác đang buồn rầu, đang rầu rĩ, anh em mang sự vui mừng để chia sẻ. Một hồi là vui lên, vui hết cả đám, hội thánh vui hết, cả nhà vui luôn, cả xã hội này vui luôn anh em. Cho nên tôi nói rằng chính bông trái Thánh Linh là sức mạnh tính cách của chúng ta. Và sức mạnh đó là vô định. Sức mạnh đã đến từ Thánh Linh của Chúa. Cho nên Kinh Thánh gọi nó là bông trái Thánh Linh. Bông trái Thánh Linh mọc bên trong chúng ta, khiến chúng ta sáng. Bình an thì chiến thắng được là vậy. Sự mềm mại chiến thắng được mọi lòng cứng cỏi. Sự tiết độ thì chiến thắng được cái lối sống buông tuồng của đời này. Khi anh em có cái tính cách đó, anh chị em là người vô địch. Anh chị em có sức mạnh, anh chị em làm gương sáng, anh em là muối của đất ở đời này. Cho nên anh chị em ơi, đừng bao giờ bỏ qua thần Chúa chính là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta không thể tự nào mình làm tốt mình được đâu. Có một số người bảo tôi tự tôi yêu thương, tự tôi vui mừng, tự tôi bình an. Nói thế thì mấy ông đi tu trong chùa họ cũng bình an, cũng vui mừng, cũng tu các đời thôi, thế thôi được mà. Nhưng không, họ có thể có những điều đó, nhưng những bông trái đó là bông trái xác thịt chứ không phải bông trái Thánh Linh. Con người ta cũng có thể sinh ra những cái bông trái giống giống như bông trái Thánh Linh, nhưng mà xin thưa, đó là trái bằng nhựa chứ không phải trái thật. Anh em thấy trái bằng nhựa? Giờ tôi xuống dưới ngôi gia tự tôi mua cái cây về cái khế đi bằng nhựa, trái đồ nhìn xa giống y không ạ, nhưng không ăn được, không ăn được, không có vị chua, không có vị ngon, không ăn được vì nó bằng nhựa. Ngày nay cũng vậy, người ta tự cao tự đại, cố tu luyện, cố ăn chay, cố ngồi thiền để tạo ra những cái bông trái bằng nhựa, nhưng mà xin thưa, nó sụp đổ từ bên trong. Cái lòng dục nó ẩn bên trong, rồi cuối cùng phát hiện ra là gì? Thôi tha hết tất cả. Nhưng Chúa Trời thì khuyên chúng ta hãy vứt bỏ mình đi, để thân Ngài đổ đầy và tạo bông trái thật của Ngài. Chúng ta mỗi ngày hãy đến tương giao với Ngài và nói: Chúa ơi, hãy sản sinh thần tính của Ngài trong con. Amen. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn tình yêu của Ngài, con muốn sự vui mừng của Ngài, con muốn sự bình an của Ngài. Giống như lời của tiên tri TV Joshua dạy chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, hãy cắt bỏ con nhiều và cho con Chúa nhiều hơn. Ông nói điều đó có ý là ông đang khao khát những cái thần tính của Chúa, những cái tính cách của Chúa, những cái bông trái của Chúa để thay thế vào trong cái lối sống cũ của mình. Và đến một ngày thay thế hoàn toàn thì anh em là người vô địch về tinh thần. Anh em là người có sức mạnh tinh thần mà không ai có thể vượt qua được, không ai có thể khiến anh em thù hận được, không ai có thể khiến anh em lo lắng được, không ai có thể khiến anh em buông tuồng xấu xa được. Thì tinh thần quan trọng. Và cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là chín ân tứ Thánh Linh trong Corinto nhất chương 12 câu 8: bởi một Thánh Linh cho người này có lời nói khôn ngoan, kẻ kia có lời nói tri thức. Bởi một Thánh Linh cho người này có đức tin, bởi một Thánh Linh cho người kia được ơn chữa tận bệnh. Người thì làm các phép lạ, kẻ thì nói tiên tri. Người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Người thì được thông giải các thứ tiếng Anh. Tôi gọi đây là sức mạnh về khả năng phục vụ lẫn nhau.
phục vụ lẫn nhau. Cho nên nếu chúng ta không có sức mạnh này, thật sự chúng ta sẽ rất yếu đuối để phục vụ nhau. Anh chị em đến hội thánh này, tôi cũng không biết lấy cái gì để phục vụ anh chị em nếu tôi không được Chúa ban ơn. Có amen nha. Nếu Chúa không ban ơn tứ cho tôi thì anh chị em đến đây tôi phục vụ anh chị em bằng cái gì? Hay là anh chị em trong hội thánh phục vụ anh chị em bằng cái gì? Là không lẽ bây giờ ngồi vuốt ve thôi, chịu đựng đi mà, từ từ rồi mọi sự nó sẽ qua, việc gì rồi có đó, không lẽ tôi trấn an kiểu đó? Không, Chúa không muốn chúng ta trấn an nhau. Chúa muốn chúng ta chữa lành cho nhau bởi quyền năng của Chúa. Amen. Chúa muốn chúng ta giải phóng khỏi những gông cùm của Satan bởi ân tứ mà Ngài ban cho đời sống chúng ta. Chúa muốn chúng ta lấy những vũ khí đó, lấy những cái khả năng đó để phục vụ nhau. Tôi gọi đó là sức mạnh của Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta. Anh em thấy cái hay không? Chín bông trái thì cũng có chín cái gì? Chín ân tứ. Chín bông trái ứng với chín ân tứ. Nếu anh em chịu khó nghiên cứu, anh em sẽ thấy chín cái tính cách này nó hỗ trợ cho chín ân tứ được duy trì. Tôi nói một con người thuộc linh nó giống như cái đèn vậy đó. Ngọn lửa trên cái đèn gọi là ân tứ, nhưng cái bình dầu ở dưới cái đèn gọi là tính cách. Anh chị em muốn ngọn lửa duy trì được lâu không? Hãy chế dầu cho đầy vào. Ok. Thiếu dầu là ngọn lửa phụt tắt liền. Có một số người không hiểu điều này. Thi nhau thực hành ân tứ nhưng mà không lo rèn luyện tính cách, không lo tìm kiếm bông trái Thánh Linh. Đến một thời gian thì tìm thấy trong sự tham lam, tà dâm, ô uế, ngoại tình, xa ngã. Tại vì bông trái không còn, đèn dầu đã cạn dầu rồi mà không biết. Cho nên chúng ta không nên như thế. Chúng ta phải chăm cho cái đèn của mình luôn sáng bởi dầu ở bên dưới. Amen. Đó chính là phẩm chất mà Chúa đặt ở trong lòng chúng ta. Tóm lại, buổi sáng nay tôi muốn truyền đạt để cho anh chị em điều gì? Chúng ta có hai mặt để sống một con người thuộc linh, đó là vũ khí và sức mạnh. Vũ khí chính là đức tin đến từ lời Chúa sống trong lòng chúng ta. Chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh một cách chậm rãi, suy ngẫm, đọc đi đọc lại, đọc với tấm lòng tha thứ, và hãy xin Chúa cho mình biết điều gì khi mình đọc. Chúa Thánh Linh là giáo sư, giáo sư. Anh chị em có sự sức dầu để nghe được Thánh Linh. Khi anh em đọc Kinh Thánh đừng vội vàng, đừng bao giờ nói với Chúa rằng Chúa ơi con còn cả 5 phút chuẩn bị đi làm, con phải đọc tốc độ 2x4 để con chạy cho nó nhanh. Thì anh chị em sẽ không bao giờ đạt được một cái gì cả. Hãy dành thời giờ một cách riêng tư, một cách chất lượng cho lời của Đức Chúa Trời. Vì đó chính là vũ khí của anh chị em. Sống trong cuộc sống thế gian đầy gian ác này, anh chị em không có súng thuộc linh thì cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng. Satan nó sẽ nhìn thấy, à nó nói người này không có súng phải không, ta sẽ tấn công. Người nào có súng thì nó tránh ra, nó không được. Cái này phải xem xét lại, xem nó có súng nhưng mà nó có sức mạnh không, hay là nó bị suy dinh dưỡng. Đó, thằng này có súng nhưng mà suy dinh dưỡng là ta tấn công luôn. Đấy, cho nên nó gian còn phải một bước nữa là phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Amen. Cho nên đừng dừng lại chỉ lời, phải đầy dậy Thánh Linh. Chúa ơi hãy làm tràn ngập con Thánh Linh. Chúa ơi hãy giáng Thánh Linh lên con, để cho con có bông trái của Ngài và có ân tư của Ngài. Khi anh chị em có hai thứ đó, anh chị em là những chiến sĩ bất khả chiến bại. Mà quỷ thấy anh chị em là chạy từ xa, nó nói ôi đừng đừng gặp cái đứa này nguy hiểm. Anh chị em có nhớ câu chuyện của cái ông một cái ông mà ông làm chú dùng ông làm phóng hương yên đương nơi xe năm 70 không? Ông kể câu chuyện tôi thấy rất là hay ở trong cái quyển sách Gió Thổi Hào Hào đấy. Ông nói rằng ông với một đội đang bơi thuyền ghé vào một cái đảo, vì Indo có rất nhiều đảo, ghé vào một cái đảo để mà truyền giảng phúc âm. Thì khi ghé vào cái đảo đó thì cái đảo đấy là được cai quản bởi một cái ông gọi là ông này gọi là ông già, ông trưởng cái đảo là ông chuyên môn thờ ma quỷ, ông này gọi là thầy pháp ấy. Thì khi ghé vào đó thì người ta đã nói rồi, nếu mà anh giảng phúc âm mà không thuyết phục được ở đảo này thì anh sẽ bị người ta bắt giết chết và mất tích. Nhưng mà đội truyền giáo này vẫn cứ đi. Và khi ghé vào đó thì ông rất là ngạc nhiên, ông không hiểu tại sao cái đảo nó vắng tanh vắng ngắt không còn một người nào, mà chỉ có một cái ông đó thôi. Mà cái ông đó ông chạy ra ông nói là cho tôi tin Chúa Giêsu của anh.
chưa kịp giảng cái gì. Thì ông này mới hỏi tại sao. Thì cái ông mà thầy phù thủy đó mới nói là khi các anh vừa bước vào thì mấy con quỷ nó nói trong tay thôi, nó nói rằng chạy tụi bay ơi, phải chạy thôi, bây giờ là tướng của Đức Chúa Trời đến, lửa đầy, chúng ta không thở đây được, chạy hết. Và tất cả bọn quỷ chạy hết trơn. Thầy phù thủy đó là hạ mình ăn năn đốt sẵn đốt lỡ, và cả cái đạo đó chạy đến với Chúa. Tôi kể câu chuyện đó để khích lệ chúng ta hãy sống đầy dạy lời Chúa và đầy dạy thánh linh. Anh chị em sẽ là ngọn lửa trên đời này. Amen. Anh chị em là ánh sáng trên thế gian này. Amen. Anh chị em đi tới đâu nơi đó sẽ bắt đầu xuân tạc bóng tôi. Amen. Anh chị em đã ao ước cuộc sống đó không? Ao ước mình được như vậy không? Amen. Lời Chúa ngày hôm nay có ích lợi cho anh chị em không? Amen. Hãy thực hành nha. Hãy thực hành. Tôi cũng thực hành những gì tôi giảng cho anh chị em mỗi ngày. Chính những điều này Chúa dạy tôi và tôi chia sẻ lại cho anh chị em. Amen. Để đời sống tâm linh của chúng ta không như cũ nữa, không dừng chân tại chỗ nữa, mà phải tiến lên mọi ngày. Amen. Tiến mọi ngày, tiến mọi ngày, tiến mọi ngày. Và anh chị em sẽ trở thành người sao ạ? Giúp đỡ người khác. Amen. Biến đổi cộng đồng, xây dựng hội thánh và bẻ gãy quyền lực của Satan. Amen chứ. Tôi khích lại chúng ta hãy đứng dậy cùng nhau cầu nguyện nha. Chúng ta cầu nguyện nào. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa đi. Cha, trong danh của Giêsu quyền năng, anh em con đến với Ngài giờ này. Anh em con đến với Ngài giờ này và con biết rằng Chúa đang ở đây. Thánh Linh Chúa đang ở đây trong giờ này để dạy dỗ chúng con. Và Ngài là giáo sư trên mọi đời sống anh em con. Ngài là giáo sư của hội thánh. Ngày hôm nay chúng con cần biết lời Ngài, cần thay đổi tâm trí của lời Ngài và cần hành động trên lời Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho cả hội thánh của Chúa tại nơi đây, để khi anh em con mở kinh thánh ra thì thần của Đức Chúa Trời vận hành trên đời sống của họ. Trong danh của Giêsu quyền năng, những kẻ cướp phá, những kẻ cướp lời của Đức Chúa Trời, những con quỷ ở trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời phải bị bẻ gãy ngày hôm nay. Những quyền lực nào đang cản trở con cái Đức Chúa Trời biết lời Ngài phải bị bẻ gãy ngày hôm nay. Ta công bố rằng tâm trí của tất cả con cái Đức Chúa Trời ở đây được tự do. Tự do. Tự do trong chân của Chúa Giêsu để hiểu lời này. Tao đang nhìn thấy có một sự sốc đỏ ở nơi này. Sốc đỏ không phải là thế giới hữu hình mà thế giới vô hình. Sốc đỏ bởi những đồng lưỡi của Satan ở trong tâm trí anh chị. Tao bế ngay những đồng lưỡi này phải sốc đỏ trong danh Giêsu Christ. Những suy nghĩ theo kiểu thế gian phải bị bế ngay trong danh Giêsu Christ. Hallelujah. Hãy cầu nguyện đến chị. Những đam mê xác thịt, những đam mê xác thịt, những trói buộc ở trong đời sống, tất cả những điều gì cản trở anh chị em hiểu lời Đức Chúa Trời phải bị bẻ gãy ngày hôm nay, phải bị ngã xuống ngày hôm nay, phải bị tan chảy ngày hôm nay. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, quyền lực của Satan hãy rơi khỏi hội thánh này, rơi khỏi mọi thân thể tại đây. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, bẻ gãy mày Satan. Tất cả những con quỷ đang ở trong những thân thể tại đây này phải rơi đi trong danh Chúa Giêsu Christ. Rồi đi, rồi đi, rồi đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền. Anh em hãy cầu nguyện đi chị. Lời cầu nguyện của chúng ta có y quyền. Y quyền để biến đổi thế giới thuộc linh này. Có y quyền để làm tự do mọi điều. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mình công bố sự tự do. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Tự do trong linh, tự do trong hồn, tự do trong thân thể. Hãy tự do trong danh Giêsu. Tất cả những quyền lực tối tăm, dù mày là bệnh tật, đói nghèo, giới hạn, thất bại, dù là thần kinh, dù là mù, là điếc, là câm, tất cả quyền lực đã bị bẻ gãy giờ này trong danh Giêsu Christ. Hãy rơi đi trong danh Giêsu Christ. Hallelujah. 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 Hallelujah, hãy cầu nguyện đi chị. Anh em hãy cầu nguyện với những quyền lực đó trong đời sống chúng ta. Những điều gì đang che khuất tâm trí anh em hiểu lời Chúa, hãy cầu nói nó và xua đuổi đi. Xua đuổi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. 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 Chúa hãy thổi lại nơi đây. Ok.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thần thánh sức, thần bốn tốt, thần thông sáng, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hãy đổ đầy con cái của Chúa tại nơi này. Thánh Linh ơi, hãy vấn hình cho con cái Chúa tại nơi này. Hãy đổ đầy họ với sức mạnh siêu nhiên tại nơi này. Trong danh của Giê-xu quyền mạnh. Hãy cầu nguyện và thờ phượng Ngài chứ. Hãy cầu nguyện và cảm ơn Ngài chứ. Hãy cầu nguyện và bứt đứt mọi dây trói hơn chứ. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.